Phụ nữ là một đóa hoa không tàn phai. Đó là lời nhắn nhủ mà bà Minh Siêu muốn gửi đến một nửa yêu thương của thế giới. Nghe thật vô lý đúng không ạ? Hoa nào mà chẳng úa tàn, người phụ nữ nào mà không già đi theo thời gian. Nhưng bạn biết không, ở mỗi độ tuổi, người phụ nữ mang một vẻ đẹp rất riêng. Vẻ đẹp đó không tàn lụi mà chuyển hóa theo thời gian. Tuổi đôi mươi, người con gái mang nét đẹp trong trẻo, tươi sáng, càng tràn sức sống như đóa hoa hướng dương. Bước sang tuổi 30, người con gái ấy đã trưởng thành, bước vào thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Họ toát lên vẻ đẹp quyến rũ, kiêu hãnh như đóa hoa hồng. Người phụ nữ trung niên lại có vẻ đẹp mặn mà, tự tin của sự từng trải trong cuộc sống. Họ mang vẻ đẹp kiêu sa, đài các như đóa hoa ly sang trọng. Đến độ tuổi xế chiều, người phụ nữ đã có cuộc sống viên mãn với thiên chức làm mẹ, làm bà. Sống như đóa hoa sen vươn lên từ đầm lầy để tỏa hương thơm ngát, họ đã trải qua những sóng bão của cuộc đời với khí chất thanh cao từ cốt cách nhưng vẫn mộc mạc hiền hậu. Bạn thấy đấy, sắc đẹp của phụ nữ là sự trường tồn vĩnh viễn. Bởi lẽ càng trưởng thành, càng va vấp, sắc đẹp được ẩn vào bên trong, phong thái và cốt cách tao nhã toát lên làm vẻ ngoài thêm mặn mà và quý phái theo cách rất riêng. Đó mới là phụ nữ. Họ đẹp theo từng thời điểm, đẹp theo những cách khác nhau, như một đóa hoa không tàn phai.